Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review một chai nước hoa của nhà Creed mà bữa giờ nó nằm ở trong tủ của mình cũng khá là lâu rồi. Đó là chai Viking. Chai nước hoa này á, nó được cho ra mắt vào năm 2017. Giá tiền của chai này á thì nó cao hơn là Creed Aventus với lại mấy chai còn lại. Thì tại thời điểm mình review chai này nha các bạn, là 50ml của nó thì nó có giá là $355, còn 100ml á, thì nó có giá là $495 đó. Thì giá tiền có thể nó sẽ tăng lên bất cứ lúc nào tùy theo cái nhà Creed họ quyết định, cho nên các bạn đừng hỏi mình là tại sao mà lúc mà mình review mình nói là 355 cho 50ml, nhưng mà sau này thì nó lại lên 380 hay 390 gì đó. Thì các bạn phải xem cái video mình review là vào thời điểm lúc nào đó. Ví dụ hôm bữa có một bạn kia nói mình là tại sao hôm bữa anh review anh nói chai Giang Nhà chỉ có $205 cho 125ml mà bây giờ nó lên $230. Thì mình đâu có phải là mình tăng giá đâu. Hãng Giang Nhà họ quyết định họ tăng giá thôi, chứ đâu phải là tại mình đâu. Đó. Và với lại cái video đó mình review cách đây là 2 năm rồi. Lúc đó là tháng 2 2018 và tại thời điểm này là tháng 6 2020 rồi. Cách hơn 2 năm rồi, cho nên vật giá cái gì nó cũng tăng hết á, cho nên cái giá tiền đó nó khác. Ok. Thì á, để mình miêu tả cho các bạn biết á, cái chai này cái mùi hương của nó như thế nào để cho các bạn tham khảo coi các bạn có thích hay không. Thì mới bắt đầu xịt đó các bạn, mình ngửi rõ nét nhất á, đó là mùi cam chanh. Rồi xong á, trong bên cạnh mùi cam chanh nó có mùi the the bạc hà đó, nó có một chút cây của mùi hồng tiêu đó, và nó có một chút mùi gỗ ở phía sau đó. Thì các bạn hiểu không? Đó, thì cam chanh là một nè, bạc hà là hai, bạc hà the mát là hai, cây nhẹ là cái mùi hồng tiêu là ba, và mùi gỗ trầm ấm là 4. Thì cái này các bạn, cái chai nước hoa này nó ngộ ở chỗ là tại từng thời điểm khác nhau, tại từng giống như là khí hậu khác nhau, thì các bạn ngửi cái mùi hương nó khác nhau. Ví dụ giống như là mùa đông đi, khi mà mình ngửi cái chai này á, thì mình lại thấy nó có mùi hương biển, nó có giống như là mùi sea note, hương nước biển á. Đó, nhưng mà mình trên đây họ không có liệt kê mùi hương nước biển, nhưng mà lúc đó khi mà mình test á, thì mình cảm nhận được cái mùi hương nước biển. Nhưng mà bây giờ hiện tại là mùa hè á, thì mình không có ngửi được cái mùi hương nước biển, nhưng mà mình lại ngửi được rõ nét là mùi cam chanh với bạc hà nhiều hơn là mùi hương nước biển. Đó, cho nên á, mình thấy cái chai này nó thú vị ở chỗ đó đó. Giống như là trời lạnh thì các bạn ngửi khác, mà trời nóng thì các bạn ngửi khác. Nói về độ tỏa hương của nó thì mình thấy cái chai này nó tỏa hương dạng gần các bạn. Giống như là mình xịt ở cái khuỷu tay á, thì cả ngày mình ngồi mình chơi máy tính, thì mình giống như khi mà mình chuyển động, mình xoay qua xoay lại á, thì cái mùi hương nó bay lên, mình ngửi được. Nhưng mà khi mà mình xịt lên cái tờ giấy, mình test á, mình để nó cách xa mình cũng khoảng một cánh tay, thì mình không có ngửi được cái mùi hương này. Đó, cho nên mình thấy nó tỏa hương thuộc dạng gần á các bạn. Còn nói về độ lưu hương của nó đó, thì nó lưu hương trên da mình tốt. Tại vì khi mà mình xịt buổi sáng á, sau đó cái buổi chiều mình đi tắm, thì tắm xong mình vô thì mình vẫn ngửi được cái mùi hương Viking này trên da của mình. Đó, cho nên mình nghĩ nó lưu hương cũng khoảng 8 tiếng, 7 tiếng gì đó, tùy theo cái da của mỗi người. Nhưng mà trên da mình thì nó được tầm, tại vì mình xịt chai này là hồi sáng lúc mình mới vừa ngủ dậy, xong cái mình xịt nó cũng khoảng 9 giờ sáng, thì tới chiều 5-6 giờ mình ngửi nó vẫn còn nguội. Rồi xịt bao nhiêu lần á, thì mình nghĩ cái này tùy các bạn thôi. Thì cá nhân mình thấy nếu mà mình á, thì mình xịt khoảng 2-3 cái là được rồi, tại vì không có cần nhiều cho lắm. Tính cách á, thì cái chai này các bạn, cái mùi hương của nó thuộc dạng cổ điển, là khi mà mình ngửi cái mùi hương này á, thì nó gợi nhớ cho mình tới một số chai nước hoa đã từng làm ra trước đó của mấy chai dòng designer đó. Mình không biết là của thương hiệu gì, mình không nhớ, nhưng mà mình
giống như ngửi cái mùi bạc hà với cam chanh của nó thì rất là phổ biến rồi. Cho nên cái phong cách của cái chai này á, nó đã từng có nhiều người làm trước đó rồi, thì cái nhà khuyết họ chỉ giống như là cải tiến lại thôi, giống như họ làm giống như một cái phong cách khác, nhưng mà nó vẫn giữ cái nét cổ điển nó như vậy. Và đặc biệt á, là cái chai này nó rất là nam tính các bạn. Khi mà ngửi á, là nói chung là các bạn ngửi rõ nét là một người đàn ông, chứ không, nó không có unisex gì đó, rõ rệt là đàn ông luôn đó. Và với lại nó hơi có phần cứng tuổi một chút xíu, cho nên nếu mà các bạn dưới 30 tuổi các bạn xài chai này thì các bạn sẽ cảm thấy nó hơi già, cho nên phải trên 30 tuổi thì xài nó mới phù hợp hơn là dưới 30 tuổi đó. Ok, tới phần chấm điểm của mình á, thì mức độ yêu và ghét á, thì mình chấm nó là 3/5. Tức là mình không ghét nó mà mình cũng không yêu nó. Giống như ngửi thì bình thường thôi, nó không có làm cho mình cảm thấy hứng thú gì hết. Còn cái điểm đặc biệt của nó thì mình cũng chấm nó 3/5, là tại vì nó không có phải là một chai nước hoa mà gọi là xuất sắc mà mình chưa từng ngửi qua bao giờ đó. Cho nên, và giống như bên cạnh đó, như hồi nãy mình đã nói là cái mùi hương này nó thuộc dạng cổ điển, cho nên mình đã từng ngửi ở đâu đó rồi, chứ nó không có gì gọi là mới lạ. Cho nên mình tạm thời mình chấm nó 3/5. Giá tiền của nó thì khá là mắc các bạn, $495 cho 100ml khá là mắc, cho nên mình chấm nó là 2/5. Còn lưu hương á thì mình chấm nó 5/5, thì cái này nó bám tốt, nhưng mà tỏa hương thì mình chấm nó 3/5, nó tỏa hương trung bình thôi. Thì kết quả tổng số điểm của chai này á, là 3.2/5 điểm. Cá nhân của mình á, thì mình thấy thực sự cái chai này nó không có đáng tiền mua các bạn, đối với mình thôi. Nếu mà các bạn đang sở hữu chai này hoặc là các bạn đang yêu thích cái mùi hương này và các bạn có ý định muốn mua, thì mình khuyên các bạn cứ giữ vững cái lập trường của các bạn. Các bạn đang xài thì cứ tiếp tục xài, hoặc là các bạn đang tính mua thì các bạn mua. Mình chỉ là mình review cho các bạn biết là cảm nhận của mình góp ý cho các bạn là cái chai này nó mùi hương nó như vậy đó, và nó tỏa hương như vậy, lưu hương như vậy, là cho các bạn tham khảo thôi, chứ mình không khuyên các bạn là thôi các bạn đừng có nên mua chai này đó. Nhiều bạn hiểu lầm khi mà mình, ví dụ như mình không thích chai nào mình chê, không có nghĩa là các bạn đừng có nên mua. Có một số chai thực sự là nó tệ thì mình khuyên thẳng luôn là mình đừng nên mua, nhưng mà có một số chai giống như là nó hơi cá nhân một chút xíu đó. Ví dụ giống như ăn bánh mì thịt nguội đi đó, thì nhiều người họ thích ăn đầy đủ, họ thích ăn ngò, họ thích ăn pate, chả lụa, chăm bom đồ. Nhưng mà khi mà mình ăn bánh mì thịt nguội á, thì mình không có ăn dưa leo đó. Ai mà bỏ dưa leo vô là mình cũng lấy dưa leo mình ra mình quăng đó. Cho nên không lý nào mình không thích ăn dưa leo, tự nhiên mình lại đi mua bánh mì mà không có dưa leo để mình đem về cho cả nhà ăn, đúng không? Khi mà mình đi mua bánh mì á, lúc nào mình cũng kêu bỏ rau riêng, là có nghĩa là họ làm bánh mì có thịt, có pate đồ đầy đủ hết, nhưng mà rau họ bỏ trong một bịch riêng. Thì khi mà về đó, ai muốn ăn thì tự bỏ vô thôi. Ai muốn ăn đồ chua thì bỏ nhiều một chút, ai muốn ăn dưa leo. Nhưng mà cá nhân mình là mình không có đụng tới dưa leo đó, chứ không có nghĩa là mình kêu người ta đừng có bỏ dưa leo, lỡ khi ba mẹ mình hay là anh em trong nhà đồ thích ăn dưa leo thì sao đó. Cho nên mình khuyên các bạn là xem để tham khảo thôi, còn các bạn quyết định mua hay không là do các bạn đó, chứ không để nói rõ ràng vậy thôi. Để không thôi có nhiều bạn lại không hiểu ý mình, lại kêu mình là chê này chê nọ, rồi kêu chai này hay như vậy tại sao anh lại chê hay gì đó, các bạn hiểu ý mình rồi đúng không? Đó. Ok, sắp tới thì mình thực sự còn rất là nhiều sample các bạn. Bữa giờ mình review nhà khuyết cũng nhiều rồi, thôi thì video sắp tới mình tạm ngưng cái nhà khuyết này để mình chuyển qua cái nhà khác, tại vì mình cũng review khoảng bao nhiêu video gần đây là 3 chai của nhà Creed rồi. Thì có thể sắp tới thì Tom Ford, hoặc là hình như là bữa cô Christina có cho mình một cái sample của hình như Good Girl Gone Bad mới ra, hình như là Good Girl Gone Bad Ufresh hay Ufresh gì đó.
để mình kiếm cái sample đó xong mình sẽ review cho các bạn. Mình nghĩ là cái nhà Killian đó các bạn, nên có một số chai nước hoa mới dành cho nam giới, tại vì bữa giờ ổng làm nước hoa các bạn thấy như Rolling Love nè đó, rồi xong tự nhiên lấy mấy cái chai cũ đi cải tiến lại như tự nhiên Love Don't Be Shy cũng làm Love Don't Be Shy Ufresh, rồi Good Girl Gone Bad tự nhiên cũng làm Good Girl Gone Bad Ufresh. Thấy nó tự nhiên nó toàn dành cho nữ không mà không có cái gì dành cho nam á, tại vì nước hoa của Killian cho nam thì mình thấy chỉ có Back to Black, Black Phantom, Straight to Heaven, Vodka on the Rocks, tới luôn chỉ có mấy chai đó thôi. Gold Night không, ít có ai xài lắm. Dark Law cũng vậy, ít có ai xài lắm. Thì quanh đi quẩn lại thì nam thì chỉ có 4 chai à. Còn nữ thì coi như là bộ sưu tập quá trời luôn. Thấy nó không có công bằng cho lắm. Thì mình hy vọng là sau này ổng sẽ làm một số chai nước hoa dành đi cho nam. Thì nói chung á là nước hoa Killian mình cũng rất là thích xài. Bà xã mình cũng rất là thích xài như Impurity, Rolling in Love. Còn mình thì mình thích The Musk Oud, Back to Black, Black Phantom, Impurity, Beyond Love là mình thích nhất. Some Rolling in Love đó. Thì các bạn biết cái chai Rolling in Love á các bạn, dạo gần đây mình thấy có nhiều bạn rất là yêu thích các bạn khi mà mình gửi sample cho họ đó, xong cái mình hỏi ý kiến của họ về cái mùi Rolling in Love như thế nào thì ai cũng đều khen, nói là cái mùi Rolling in Love này nó giống như nó dễ xài, nó không có quá mạnh mà nó cũng không có quá yếu, giống như nó không có bánh bèo nhưng mà nó cũng không có quá già cứng tuổi, giống như nó dạng phụ nữ giống như là trưởng thành rồi, hiểu không? Nhưng mà không có đó, phụ nữ trưởng thành nhưng mà không có già dặn mà cũng không có trẻ trung bánh bèo đó, nói chung là nó rất là dễ xài các bạn, được rất là nhiều chị em phụ nữ yêu thích cái chai Rolling in Love này. Với lại nó cũng có nét tựa giống như là Tom Ford Solanage, nhưng mà hôm bữa mình nói là hai chai nó có nét giống nhau nhưng mà nó chỉ giống một chút xíu thôi các bạn. Khi mà mình gửi cái Solanage á thì nó nghiêng về cái mùi hình như là mình quên cái nốt hương nó là gì rồi, nó giống như là cái mùi nước xả vải vậy, nó sạch sẽ vậy đó. Aldehyde đúng rồi, Aldehyde. Còn Rolling in Love á thì nó nghiêng về mùi kem, giống như là kem dưỡng da, hoa trắng, hoa huệ đồ á, nó béo béo rồi đó. Có xả hương rồi đó, thì nói chung là cả hai chai đều ok. Có bạn thích Solanage, cũng có bạn thích Rolling in Love, thì tùy mọi người thôi đó. Đó thì là cái đó là kế hoạch của mình, thì sắp tới thì video tiếp theo thì có thể là Killian hoặc là mình có một số sample của cái nhà mà hôm bữa mình review một chai đó là Tucita của cái cô người Thái Lan á. Đó, có thể mình sẽ review một số chai của nhà đó nữa đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Chào tạm biệt.